Bất ngờ Ronaldo không dự đám cưới Messi vì sự cố lãng xẹt. Mới đây, Ronaldo đã chính thức lên tiếng về sự vắng mặt của anh tại đám cưới đại kình địch Lionel Messi. Hôm qua, Lionel Messi và hôn thê đã tổ chức đám cưới lên đình tại thành phố Rosario, Argentina. Đến dự ngày trọng đại của siêu sao 30 tuổi, có khoảng 260 khách mời, gồm họ hàng, bạn bè cùng những người đồng đội thân thiết ở câu lạc bộ Barca và đội tuyển Argentina. Đáng chú ý, danh sách khách mời không có tiền bối Maradona, huấn luyện viên Louis Enrique, Pep Guardiola và đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Trước đó, Messi được cho là đã gửi lời mời tới CR7, bất chấp mối quan hệ thù địch giữa Real và Barca, cũng như cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai người trên sân cỏ. Tuy nhiên, mới đây, đích thân Ronaldo đã lên tiếng lý giải cho sự vắng mặt của mình tại đám cưới Messi. Theo lời Ronaldo, đúng là Messi gửi thiệp cưới tới Ronaldo qua đường bưu điện. Tuy nhiên, bưu cục thành phố quần đảo Madeira, quê hương Ronaldo, lại làm thất lạc. Messi và tôi luôn dành sự tôn trọng cho nhau. Dù không phải là bạn thân, cậu ấy cũng đã gửi thiệp cưới tới tôi, nhưng bưu cục lại làm mất nó. Đó là một bưu phẩm quan trọng với tôi, thật không thể hiểu nổi tại sao họ lại sơ suất đến vậy, Ronaldo thẳng thừng chỉ trích. Mặt khác, Ronaldo khẳng định, dù nhận được thiệp cưới, anh cũng không chắc chắn bay đến Argentina chung vui với Messi vì quá bận rộn chăm sóc cặp sinh đôi Eva và Mato vừa chào đời. Tôi đã trở thành ông bố ba con, nhiều hơn Messi một đứa cơ đấy. Nhiệm vụ chăm sóc những đứa trẻ vô cùng vất vả và bận rộn, khiến tôi không đủ thời gian làm những công việc khác, Ronaldo hớm hỉnh tâm sự. Gia thế giàu có và cuộc sống độc thân sang chảnh của hoàng tử Sơn Ca Quang Vinh. Cuộc sống độc thân nhưng sang chảnh của Quang Vinh là niềm mơ ước của nhiều người. Nhắc tới Quang Vinh, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một chàng ca sĩ hào hoa lãng tử. Nhưng ít ai biết rằng hoàng tử Sơn Ca là thiếu gia của một doanh nhân có móng mặt trong giới kinh doanh Sài Gòn. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng gần như Quang Vinh chưa bao giờ lên tiếng khoe khoang về điều kiện kinh tế của mình, cũng như tiết lộ danh tính bố mẹ. Chỉ có một lần duy nhất anh lên tiếng bác bỏ tin đồn là con trai ông chủ tập đoàn điện máy Nguyễn Kim, đồng thời cho biết gia đình anh cũng kinh doanh điện máy nên dẫn đến sự hiểu lầm đó. Với gia thế khủng của mình, Quang Vinh gần như được trải hoa hồng trên con đường thực hiện giấc mơ ca hát của mình. Ở cái thời điểm mà nhiều nghệ sĩ phải chật vật chạy ăn từng bữa và việc ra sản phẩm âm nhạc là điều rất khó khăn, thì Quang Vinh rất chịu chơi khi liên tiếp tung ra các MV khủng. Mọi sản phẩm âm nhạc của Quang Vinh đều được chăm chút đầu tư từ bối cảnh cho đến trang phục. Số tiền phải bỏ ra cho một MV như vậy là không hề nhỏ, không phải ca sĩ nào ở thời điểm ấy cũng có thể làm được. Tuy nhiên, gia đình giàu sang cũng khiến anh gặp phải nhiều rắc rối. Quang Vinh từng chia sẻ, nếu anh tham gia chương trình lớn hoặc đoạt giải, thì dư luận lại dèm pha có tiền mua tiên cũng được. Khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, Quang Vinh đột ngột vắng bóng khỏi showbiz. Mãi sau này, Quang Vinh mới cho biết chính biến cố của gia đình, việc ly hôn của bố mẹ đã để lại cú sốc lớn đối với anh. Hiện tại Quang Vinh đã gần 40 tuổi vẫn đang độc thân. Vài năm nay anh đi hát trở lại, nhưng công việc chính vẫn là kinh doanh. Anh dành rất nhiều thời gian để đi du lịch vòng quanh thế giới. Trên Facebook cá nhân, Quang Vinh thường xuyên chia sẻ niềm đam mê du lịch của mình với bạn bè và người hâm mộ. Những nơi anh ghé qua đều là những địa danh vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Tại những nơi đó, Quang Vinh luôn thoải mái tận hưởng những dịch vụ xa xỉ và đắt đỏ nhất. Anh thường xuyên check-in tại những resort, khách sạn, nhà hàng 5 sao. Những chuyến du lịch sang chảnh và cuộc sống trong mơ của Quang Vinh khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã gần 40 tuổi nhưng Quang Vinh vẫn giữ được sự trẻ trung hào hoa như một chàng hoàng tử. Anh có sở thích đặc biệt với những chuyến du lịch sang chảnh. Những địa điểm được Quang Vinh check-in đều thuộc dạng đắt đỏ và xa xỉ. Anh luôn biết cách tận hưởng trong mọi chuyến đi của mình. Quang Vinh cũng là một người có gu ăn mặc rất thời thượng và sành điệu. Một chiếc ba lô LV đắt đỏ nằm trong bộ sưu tập túi xách của Quang Vinh. Một chiếc ba lô MCM khác cũng rất được Quang Vinh ưu ái, trưng dụng nhiều lần. Cuộc sống của Quang Vinh là ước mơ của rất nhiều người. Cuộc sống sung sướng dù không có mẹ của con trai Cristiano Ronaldo, đúng là số hưởng từ bé. Mặc dù chưa kết hôn, nhưng Cristiano Ronaldo đã có một cậu con trai 8 tuổi là Cristiano Ronaldo Jr. từ khi thông báo chuyện làm cha vào năm 2018.
Ronaldo chưa từng công khai danh tính mẹ của cậu bé. Nam cầu thủ yêu cầu mọi người không nên quan tâm chuyện riêng tư cá nhân anh. Chính vì thế có nhiều tin đồn cho rằng Cristiano Ronaldo Jr. là con của một cô gái mà Ronaldo mướn để đẻ thuê. Bỏ qua việc có mẹ bên cạnh, Junior vẫn là một cậu nhóc được nhiều người ngưỡng mộ khi sinh ra, đã có cuộc sống sung sướng chẳng khác nào ông hoàng. Con trai của Ronaldo sinh năm 2010, khi nam cầu thủ mới 25 tuổi. Nhiều người cho rằng cậu bé là kết quả trong một tình một đêm của Ronaldo, nhưng cũng có đồn đoán rằng cậu bé là con của một người phụ nữ nhận đẻ thuê. Đến nay, danh tính của người mẹ vẫn được giấu kín. Không được tình thương từ mẹ, nhưng cậu bé lại có được tình cảm của người cha bù đắp được toàn bộ. Năm 2016, tạp chí đã ước tính khối tài sản của Ronaldo lên đến 250 triệu đô, tương đương 5.500 tỷ đồng. Và dĩ nhiên, người được nhận sau này chắc chắn có tên cậu con trai của anh. Với khối tài sản khổng lồ như vậy, Ronaldo từng tiết lộ anh và gia đình luôn muốn dành cho cậu quý tử nhà mình những điều kiện sống tốt nhất có thể. Cậu bé thường xuyên được đi du thuyền sang chảnh, ngồi trên xế hộp tiền tỷ của bố. Dù bận rộn với sự nghiệp nhưng Ronaldo là ông bố hết sức gần gũi với con trai, anh thường xuyên dạy học trò chuyện với con trai những lúc rảnh rỗi. Dù tôi lớn lên trong nghèo đói, nhưng con trai tôi sẽ rất giàu, nhưng tôi không phải là người xa hoa kiểu cách, vậy nên con trai tôi cũng sẽ như vậy, tiền đạo 33 tuổi chia sẻ trong một buổi phỏng vấn. Lan Khuê lên xe hoa với bạn trai đại gia vào tháng 10 tới. Sau khi lộ nghi vấn hẹn hò doanh nhân Tuấn John, Lan Khuê sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai vào tháng 10, khiến cho người hâm mộ bất ngờ. Mới đây, thông tin Lan Khuê sẽ lên xe hoa về nhà chồng đầu tháng 10 sắp tới, khiến V-Biz xôn xao. Được biết, chồng sắp cưới của cô chính là Tuấn John, anh là một doanh nhân thành đạt trên thương trường. Trên mạng xã hội, Tuấn John cũng thường xuyên like hình ảnh do cô đăng tải, thậm chí không ngần ngại gửi trao những lời nhắn nhủ yêu thương, cũng như cùng nhau đi chơi nhưng không chụp ảnh chung khiến nhiều người khá nghi ngờ. Dù thông tin chưa được xác nhận từ phía Lan Khuê nhưng vẫn khiến cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Trang thông tin trên mạng xã hội đăng tải Lan Khuê sẽ lên xe hoa vào tháng 10 tới. Lan Khuê được khẳng định sẽ lên xe hoa với doanh nhân Tuấn John vào tháng 10. Trước đó, Lan Khuê còn công khai đứng cạnh người yêu tin đồn trong một sự kiện ở Cần Thơ. Lan Khuê và đại gia Tuấn John rộ thông tin hẹn hò vào giữa tháng 3, 2018, nghi án xuất phát từ những tình tiết trùng hợp mà cả hai đăng tải trên mạng xã hội. Hình ảnh Tuấn John nắm tay người bạn gái bí ẩn được nhiều người nghi ngờ đó chính là Lan Khuê. Cách đây không lâu, trong một bức ảnh chụp chung cùng nhóm bạn, người được cho là Lan Khuê nép phía sau một người bạn, chỉ nhìn thấy được chiếc váy trắng cô đang mặc. Thế nhưng ở một hình ảnh khác chụp cùng ba người có mặt trong bức ảnh tập thể trước đó, Lan Khuê tự tin xuất hiện vui vẻ cùng mọi người. Cả hai bị bắt gặp đi chơi chung, tuy nhiên Lan Khuê nép vào vai Tuấn John để tránh lộ mặt. Làm tóc bị chê già, Harry Won ăn vạ make up, tôi bị xúc phạm, sau đó nói thêm mấy câu như tát vào mặt anti. Không ngờ người đẹp Hàn Quốc lại phản ứng gay gắt với anti fan đến như vậy. Harry Won livestream giao lưu cùng khán giả nhưng lại nhận được ý kiến chê bai về kiểu tóc. Mới đầu nữ ca sĩ còn giả vờ bắt đền nhân viên làm tóc, nhưng sau đó cô nàng đã giằng mặt những kẻ kém duyên bằng lời nói vô cùng thâm thúy. Mới đầu bị chê làm tóc già, bà xã Trấn Thành chỉ cười và ăn vạ make up của mình. Tuy nhiên khi anti fan gọi cô là già như con gà đù thì cô nàng không để yên nữa, Harry bất ngờ nghiêm túc nói về những kẻ khẩu nghiệp hay đi nói xấu người khác. Nữ ca sĩ chia sẻ, các bạn có biết không, khi mình làm cái điều xấu xa thì mình sẽ nghĩ người nào cũng xấu như mình hết. Nói lời xấu thì cái tâm cũng xấu, mà tâm thì sinh tướng, những người nào hay nói xấu thì họ cũng chẳng bao giờ đẹp lên được. Tâm sinh tướng, câu nói ngắn gọn nhưng vô cùng sâu xa và thâm thúy, khiến anti-fan tức đến tím tái mặt mày. Không những vậy, quản lý của Harry còn tuyên bố block những thành phần vô duyên, chuyên nói xấu nghệ sĩ. Harry bình thường vui vẻ xòe xòa, nhưng đến khi phản ứng với anti-fan thì cũng gay gắt, ghê gớm, chả kém ai. Hồ Ngọc Hà bị chê hết thời, bạn thân bất ngờ tiết lộ cách xê khủng nhất V-Biz. Với cách xê một show diễn lên đến 580 triệu đồng, Hồ Ngọc Hà gần như là nữ ca sĩ có cách xê cao nhất V-Biz bị rò rỉ. Ngoài danh xưng nữ hoàng giải trí, cư dân mạng cũng đồng thời gọi Hà Hồ là nữ hoàng thị phi của showbiz Việt.
khi liên tục có những tin đồn xung quanh cuộc sống của cô. Thời gian gần đây, việc Hồ Ngọc Hà ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình, show diễn khiến cô bị đồn rằng đã hết thời, phải rẽ hướng sang kinh doanh kiếm tiền. Nhiều thông tin còn khẳng định cát xê của Hồ Ngọc Hà hiện tại chỉ ngang với một sao hạng B, chứ không còn thuộc top dẫn đầu như trước nữa. Liên quan đến vấn đề nhạy cảm này, người em thân thiết của Hà Hồ, nhà thiết kế Lý Quý Khánh giận dữ lên tiếng khẳng định không hề có chuyện Hồ Ngọc Hà ấy xô như lời đồn, hay hết thời không ai mời nữa mà do bận quá không thèm hát. Riêng về cát xê, Lý Quý Khánh cho rằng đây là thông tin không có căn cứ và tiết lộ người chị của mình từng được mời biểu diễn trong một show với cát xê 580 triệu. Lý Quý Khánh còn khuyên Hồ Ngọc Hà nên tích cực khoe mẽ để mọi người biết cô đang có những gì. Ngay lập tức Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng về sự việc này dưới status của Lý Quý Khánh. Cô đáp trả sau cay rằng, khoe là chụp ảnh phải giơ tay, tay cổ này kia á. Thôi em ơi, có bằng ai đâu mà khoe làm gì, ăn ngon mình hưởng, ngủ ngon mình khỏe là vui rồi. Có điều đúng là muốn sống yên cũng khó nhỉ, rùi mũi quá nhiều vì cuộc sống giờ quá ô nhiễm. Dù không còn thường xuyên phải chạy show như ngày xưa, nhưng không thể phủ nhận độ hot của Hà Hồ mỗi khi xuất hiện tại sự kiện nào. Có lẽ đã quá lâu Hồ Ngọc Hà chỉ dành nhiều thời gian tập trung cho công việc kinh doanh, hy vọng trong thời gian sớm nhất, Hà Hồ sẽ đáp lại tình cảm của người hâm mộ bằng một sản phẩm âm nhạc sau bản hit cả một trời thương nhớ.